Hello, chào mọi người đã trở lại với channel của mình ha. Và mình là Quán đây, thì mình đang đi đó chính là Mài Gỗ. Hey, thì các bạn, trước khi video của mình bắt đầu, các bạn đừng quên chính là để lại một like cũng như là một subscribe đúng hộ cho mình. Có thêm nhiều động lực về quay video, về những video mày rắp. Hôm nay mình có một cái nhiệm vụ đó chính là đi kiếm một con thú nuôi các bạn. Bữa giờ không có con thú nuôi nào bên quán đó. Ai mà khoan đã, muốn kiếm thú nuôi thì phải đi vô lấy đồ ăn đó. Ai à, hôm nay mình sẽ chọn một con thú nuôi liên quan tới con vật, đó chính là cây xương. Hai mình đã chuẩn bị cây xương rồi để đi tìm con gì đó các bạn. Xương dùng để làm gì? Ở trong đài xương chỉ có mấy mục đích chính, đó chính là đi tìm con chó, thứ hai đó chính là dùng để bón phân thôi, đúng không? Ok, bây giờ hôm nay mình sẽ rủ con núp đi. Ấy, có con mèo. Hello anh. Mày làm cái gì sáng sớm, mày cầm cúp mày đi đâu? Núp trời còn sương mù mày cầm cúp bị đâu vậy? Làm việc đi mày. Trời ơi, đi làm việc mà nó mặc giáp kim cương mọi người. Đúng là con này nó nguy hiểm thiệt chứ. Sợ chết là một, thứ hai là nhát chết nè. Ủa, nhát chết sợ chết là một mà. Đúng rồi. Thì mọi người nhớ ủng hộ cho Quanh bằng cách like video của Quanh nè, đăng ký video của Quanh nè. Nếu mọi người chưa đăng ký kênh thì mọi người nhớ đăng ký và bấm vào cái chuông, chọn và chọn tất cả các thông báo. Bữa giờ kênh hơi bị mới đề xuất nên mọi người nhớ là bình luận thật nhiều bên dưới và để lại thật nếu là fan của Quanh thì nhớ để lại một like để ủng hộ Quanh nha mọi người. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi qua khu rừng nhiều hoa nhất để đó chính là tem chú chó. Chú chó đi siêu nhân. Tem chó hả? Ủa mày đi bắt con chó làm gì? Về tao chế tạo nó, phải lộn chế tạo rồi là tao cho nó biến thành chó siêu nhân, có đeo cái áo choàng siêu nhân. Mày biết chó siêu nhân không đó? Ê, cho tao cục xương với tao không có xương. Lại đây. Tao không lại đâu. Nè xương nè, nó hấp nấp nấp. Không. Nè xương nè. Không. Mày không muốn bắt con chó thì hơi cực đó. Nè xương nè. Chó ngoan, chó ngoan. Con chó ngoan. Con núp là con chó ngoan mọi người. Chó cắn chủ. Ơi, chó cắn chủ luôn kìa. Nó kìa là chó cắn chủ. Ủa, con xương mà chưa lượm hả? Con xương mà chưa lượm, nguy hiểm quá mọi người ơi. Con xương con núp nó chưa có lượm. Đâu rồi. Ủa, con xương đâu rồi? Con chó đi hùng dữ quá. Ai nó đang chí mình kìa mọi người. Ôi, ui da, kẹt. Chết nha. Con chó này nguy hiểm quá mọi người. Con chó này nguy hiểm quá. Thôi tao đi bắt con chó về tao cho nó cắn mày. Ủa xương mày có chưa bị bắt? Tao lấy rồi. Đậu xương. Tao đi một mình đây. Tao đi bắt con chó về cho nó cắn mày. Một cục xương không có bắt được đâu. Một cục rồi. Một cục không bắt được đâu. Nếu mày muốn bắt thêm á là mày phải cần thêm xương chứ, một cục làm gì bắt được. Lêu lêu. Sám đồ. Không có được đâu, mày nhân phẩm mày bao nhiêu mà đâu bắt một con xương mà bắt được con chó, mày hơi bị bờ rồ quá. Thì cho tao thêm coi. Đây nè. Ê, bên này có con heo. Đây nè, xương nè, nấp. Ui, con thỏ đen mày ơi. Ôi. Hai bắt con thỏ đi mày. Không có con thỏ sao bắt. À, con chó nè. Ủa, chó này lạ á. Ghê, chó mà lạ mày. Con đó con thỏ mà, mày chó đâu, mày thỏ. Cho tao cục xương nữa rồi. Ok. Ok. Nè. Nè xương rồi nấp. Dạ. Yeah. Ê, cho mày xương mà mày cầm kiếm mày giấy tao mày. Tao nghĩ mày cho mày đi, mày đi về từ đầu luôn giờ tao đâu. Không tin chứ, mày làm gì mày tuổi đó mày bắt được tao. Ủa, con xương đâu rồi? Kìa, chó ngoan. Đâu mất tiêu rồi. Thấy chưa, mày ngu chi đó ngay trước mặt mày kìa. Lấy xương đó không? Thôi, tao đi thu hút con bắt, chó còn, để coi nhân phẩm con núp bắt con chó nè mọi người. Ê, không được, có cục xương. Một cục xương chỉ gì bắt được. Để coi bắt được không. Rồi, con núp. Con núp sẽ làm chó tập 2. Mày bỏ vũ khí xuống chưa, Rồi, xong luôn rồi, mày quýnh được chết rồi, giờ thua rồi. Rồi luôn các bạn, nó quýnh mình gãy tay rồi mọi người ơi. Toàn là thôi, bây giờ mình kiếm dùng khác, mình bắt con chó. Không cho nó xương đó mọi người, con này chó này nguy hiểm quá. Con chó hồi nãy mắt bị đỏ mày ơi. Tao phải bây giờ phải tìm một con chó nào mắt đựng đỏ đi. Chứ con chó hồi nãy mắt đỏ bắt khó quá. Tao thấy quá. Một con chó mà, con chó biết cầm kiếm kim cương luôn mày. Ghê thiệt chứ. Tao to xương đó mà nó cắn tao lia lịa luôn. Ừ, qua đây. Ây da, nó cắn mình gãy tay luôn rồi mọi người. Qua đây. Đó, chơi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt chó, mình không cho con xương núp nữa mọi người, nó hung dữ quá. Ai muộn mày kêu tao là chó chi? Trời, tao có kêu mày là chó đâu, nãy tao kêu mày là chó đâu. Cái gì, mày bỏ kiếm xuống chưa?
Rồi nè. Hãy cười. À, để có cái hàng tao xuống sức kiếm skeleton. Được đó, đúng rồi. Có làm thì có mới có ăn, không có làm mà đồ có ăn chứ có ăn tao đi kiếm skeleton. Ăn cái gì ta? Ê, cám á. Không có skeleton mày ơi. Hello bé sói. Đây nè, một cục xương nè, hai cục xương nè, ba cục xương, thấy chưa? Ba cục xương là bắt được bé sói rồi. Quýnh con heo này cho anh. Không có skeleton dưới này. Mày hả bưởi quồ này. Bây giờ có bé sói bây giờ. Mấy con heo này cắn nó bé sói. Con đúp nó đi kiếm xương thiệt mọi người. Đúp là đúp thiệt chứ. Được rồi, bây giờ thách nó quýnh mình luôn á. Mình có hai bé sói rồi, bắt thêm bé sói nữa. Bắt cho hết xương khỏi trò nó. Bé cho sói. Tao với, tao không kiếm được skeleton. Một, hai, đó, phát thứ hai được liền. Ok, một bầy sói luôn. Ha ha. Một, hai, ba, ui cha. Bốn rồi luôn, hết xương rồi đó rồi. Không có skeleton. Hai, được rồi, đi về bé sói, đi về. Cho tao với. Tao thông báo với mày là tao hết xương rồi đó. Tao còn hết 9 cục xương rồi, hết, anh nãy nó giờ dùng hết rồi. Ai, mà bắt bé sói nghe nó bình thường quá ta. Hay là giờ mình sẽ nghĩ ra một kế hoạch mới. Ê, hay là núi bắt đại bàng ta. Mình nói nghe nói ở trong cái thế giới mà rap á, những vùng núi cao á, thường á là sẽ xuất hiện đại bàng. Mà đại bàng là nó xuất hiện ở vùng núi cao mà, đúng không mọi người? Mọi người biết nơi sống ở đâu của đại bàng không? Ở trong, ở ngoài đời hay là thế giới mà rap luôn mọi người. Để cho mọi người 5 giây để dự đoán bình luận bên dưới. Đại bàng thì sẽ thích sống ở những khu vực nào? Mọi người nhớ để bình luận nha. Bây giờ qua sẽ đếm 10 giây. Này mới nói sống ở vùng núi cao. Vùng núi cao mà, nhưng ta chỉ là phỏng đoán thôi. Chứ mà sao mà biết chính xác được? Những bạn mà hay coi thế giới động vật ở trên cái TV á thì mọi người mới biết được. Chứ Hoàng đâu có biết đâu mọi người ha. Bây giờ Hoàng sẽ đếm 10 giây nha. GT có tham gia chương trình không? GT tham gia chương trình gì? Tham gia chương trình đón vua trúng thưởng. Có cho xương không? Có luôn. Có cho xương còn kẹp thêm một giọng nói líu lo, đó là ki. Mày không chịu cho tao. Tao hết rồi mày, tao tem hai con chó hết trơn rồi mày không thấy hả? Tao chưa có. Đó, thấy chưa? Hai bé sói mình rất là ngoan luôn, vẫn núp đụng tới mình rồi nó cắn chết. Bây giờ xương mày muốn xương đúng không? Tao đi về. Đi qua nhà bán hờ gàn cũng rồi. Ồ, mà nhà bán hờ gàn thì có xương. Nhà bán hờ gàn có táo vàng, emerald, có kiểu kim cương, có trọng. Mấy cái đồ quý hiếm chứ làm gì có xương. Hai tao biết rồi đó mày. Bây giờ tao có con chó rồi thì mày bắt con mèo rồi đúp cho nó hợp đúp. Ở trong đây có hai con mèo rồi đúp. Con mèo bắt bằng cái gì ta? Con cá. Đây nè, ở đây có hai con mèo luôn nè. Được rồi, tao sẽ phụ mày đi bắt cá để mà mày tem con mèo. Hôm nay tao mày là cuộc thi. À quên chứ, nãy giờ hết mấy chục giây rồi. Mọi người trả lời chưa con này bạn sống ở đâu là thích hợp nhất. Được rồi, bây giờ mình cho hai bé sói thôi. Hai bé sói phải vô nhà mình coi nhà chứ. Mày tem bê cái gì đúp, mày cả chớn đúng không? Bây giờ cho lẹ em. Bé sói ơi, qua đây. Đây nè. Cá hả? Ý tao có một đó, thấy chưa? Bé sói cạnh hai bên nhà rồi luôn rồi. Đó, bây giờ họ đi bắt cá. Ủa làng mình bữa nay dân làng đâu hết rồi? Tao trôn đi hết. Hình chính mắt. Mày cá quá trời luôn rồi. Mày hả cá, mày hả cá. Ui, vậy mà cá trâu quá vậy? Không có kiếm kim cương các kiểu vậy đó. Ý tao có kiếm để tao bắt cho. Một cục. Ý cá quá trời nè. Một cục là hai cục. Ý có xương. Ê trời, ngu ghê trời. Nãy đi bắt cá có xương núp nó ngu ghê, đi kiếm skeleton mọi người. Ở hiện giờ kiếm xương là chỉ có bỏ xuống dưới địa ngục, hai là đi bắt cá là mình thấy nhiều nhất đó mọi người. Thấy chưa hai cục xương rồi nè. Nó bao ăn xương đúng không? Không. Tại sao tao mới hết rồi? Ngu mình. Mày nhớ người trôi chứ mới bơi được chứ. Chờ 3 con cá, 5 con cá cho mày nè, mày được mấy con rồi? Tao chưa được con. Mày phế thôi luôn, được rồi, tao sẽ cho mày 5 con cá nhân phẩm này. Mày sẽ dùng 5 con cá nhân phẩm này, mày vô, mày chỉ cần một lần duy nhất và chỉ một lần. Mày bơi gì vậy, mày về nhà không? Tao đi bắt cá. Trời ơi, đây có con heo con nè. 5 con đủ rồi. Ý có xương, đi bắt chó tiếp. Trời ơi, nữa hả? Ai à. Cá. Cá nè 6 con rồi nè. Ui cá này trâu quá. Mày hả? 7 con cá, 3 con xương nè. Ui 8 cục. Phải có xương rồi tí gì cho chó. Mày hả bụi? Tao quýnh tao hả? Bụi khục mày, tao quýnh con cá. Con hồng quá
cứng đau. 8 con cá nè. Mày hết oxy chứ cái gì? Quá oxy ở đây mà. Ấy được rồi anh húp, được rồi nè. Được rồi nè, có ngựa luôn kìa. Đi bắt con mèo mày ơi. Anh đi bắt con thỏ. Không có mày con thỏ đi bắt được nè, cá cho mày nè, lẹ lên bắt mèo đi. Tao thấy hai con mèo bên kia nè, tao mày chơi. Chó giết mèo, mày bắt con mèo, tao lấy chó tâm solo. Con mèo sao lại con chó? Mèo đánh hơn chó luôn mày, mày có tâm mày giờ đây chưa? Ê con mèo đâu? Con chó nó đánh con mèo. Tắt tím mắt luôn, trong đây nè, trong chuồng nè. Coi chừng nó chạy nha. Mèo. Mèo mèo mèo. Ui một cái được luôn kìa, cho mày là thích hợp với con mèo thôi. Còn con trong kia nó kìa nó. Cho tao một con đi. Thôi. Cho tao cùng cá bắt mèo nó. Mèo đâu rồi? Kì cái đầu mày vậy mày chết với tao lắm. Mày cả chớn rồi mày dám kêu. Mày phải kêu miếu mèo 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 chứ tao là bắt con mèo mà. Mèo mèo. Mày là cái ê, con chó mèo này của ai? Không. Cái này của mày hả? Không có chó màu đỏ mà là của tao. Chó này không phải của tao đâu. Tao bắt mà. Mèo. Quên kì. Ê không được. Rồi toan rồi mày ơi, xịt ra mày ơi, con cá được cá tao nó bơi, mày nó chạy nó bơi. Còn có mày đâu? Mày đâu? Bắt hộp xương nè, cây. Mày phải kêu tao lại meo 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 mày. Ủa, thích lộn. Kì. Mày cà chớp. Con chó. Nó dám kêu. Ê, mày. Con mèo nữa đâu? Con mèo nó của tao, mày khủng. Mày quay bắt con chó, mất mèo tao rồi. Mất con mèo tao rồi. Con mèo tao đâu rồi? Rồi to rồi mọi người, mất con mèo rồi. Mày cho tao có ba cục xương rồi, sao đủ mất con chó? Tao mất con mèo rồi nè. Con chó ba cục xương, à đây nè nè. Con chó ba cục xương đủ rồi. Miu miu miu. Ấy da, yeah, được liền mọi người. À không được à. Vậy là nhân phẩm của mày nó tồi tàn quá rồi nó. Con mèo để nuôi trong nhà. Ê, bây giờ có chó với mèo. Theo các bạn dự đoán đúng không? Kết quả dự đoán sẽ là những comment được nhiều mọi người bình luận nhất, đó chính là kết quả. Rồi thấy chưa, con mèo thì sẽ nằm ở trên hiên ngủ. Con mèo sẽ lười nhác nằm ở trên hiên ngủ chỉ chưa nắng hè. Còn những con chó thì nó luôn luôn là kiểu như rất là ngoan mà mèo, rất đặc biệt là coi nhà. Gọi bây giờ vô chết kim cương, kiếm kim cương nó chết. Mèo đi theo cái nào? Gãy tay rồi. Rồi, đó, ngồi ở đây đi. Mèo cũng ngồi cưng ghê mày. Mày đó. Để con mèo nhà tao làm chi nó, mày cà chớn nha. Có kiếm kim cương gọi mọi người. Mới có con ngựa đi làm con ngựa, cười ta. Ê mày không thấy con ngựa làm con ngựa. Ê sao quýnh tao? Thôi mày quýnh tao chia tay tôi lên trời á. Mày quýnh tao gãy tay, mày còn đòi. Tại mày dơ lên trời, mày có thấy đâu. Tại sao lên trời mày thấy á. Ngu. Núp. Mày mới núp. Núp. Mày mới núp với con. Mày bắt cá chi nữa vậy? Tao bắt cá lấy xương nữa. Thôi không lấy cá đâu mọi người. Mình lấy cá đi bắt đại bàng mày. Lấy cá đi bắt đại bàng. Ê con đại bàng nó ăn cái gì? Ê mà nhưng giờ mày phải lên vùng núi cao. Hy vọng có đại bàng ở trên đó mọi người ơi. Bài bạn ăn gì chờ ăn thả núi vô. Ê bây giờ mình đi lên cái vùng núi mà bữa mình có rộng mày. Cái vùng núi tao nghĩ là vùng núi rất là cao ở rìa một con river hay là một con ocean rất là bự. Mày biết ocean là gì không? Đố mày luôn á. Ocean là biển. Ghê quá ta, mày khùng quá mày ơi. Ocean là biển sâu. Còn biển gần là gì ta? River. River là sông mà. Hello. Ê núp núp. Mày mới núp, mày ai mà kêu ai núp. Mày cực trớn rồi, mày hôm nay mày dám kêu tao là núp luôn à mày. Mày từ nay phải kêu tao là bro. Tại vì tao là bạn thằng bro mày biết không? Thằng bro là thằng nào? Thằng bro, thằng mặt giáp kim cương mà có bạn á thằng nó lộn. Nó hay chơi thằng núp á. Mà nhưng ở trong đó hôm nay là không có con trai núp mà chỉ có con gái núp thôi là mày chứ ai. Mày hiểu chưa? Mày đâu rồi? Mày hiểu không? Không có hiểu gì hết trơn, tao quýnh mày nè. Hãy chờ, mấy đứa núp mới quýnh tao thôi. Tại vì tao là bro. Tại vì tao là bro, mày không tin mày hỏi mấy bạn đi, mày hỏi đi núp. Ok. Rồi hỏi đi, đứng đây hỏi nè. Mấy bạn ơi, mấy bạn thấy à, mình bro hay là núp, hay là con núp với tay là con núp. Mọi người nhớ đây là bình luận bên phía dưới cho anh biết nha. Mình bro hay con núp với tay là con núp, mày nói chuyện gì kỳ á. Mày là con núp với tay là núp, đúng rồi, tên mày hồi xưa giờ vẫn vậy mà. Mày phải hỏi là Yeti bro hay là One bro. Tất nhiên là ôi à, tao thấy con tim đại bàng kìa. Ôi ủa mình tới biển rồi hả? Lẽ vậy cái vùng này núi cao rất là nhiều đại bàng luôn. Ủa con đại bàng kìa nó bơi. Con đại bàng mọi người ơi, trong Minecraft có con đại bàng. Ui đúng rồi,
Nghĩa là nó sống ở vùng núi này, có tuyết nè, các kiểu nè. Con này là con đại bàng. Ê, mà sao giống con gà quá vậy? Mà sao ở đây tới biển đó nào anh? Hả? Con đại bàng giống như con hạt vậy. Có con. Ê, nó ăn cá không? Bây giờ tao sẽ bắt con này, được á. Trời, con nó đứng với mày. Quá trời luôn. Ăn gì ta? Ê, ăn cá đại bàng, cá đó mày ơi. Ở đây bàng không vậy trời, giống con... Con hạt quá, ơi con này không ăn mày ơi. Không mà. Không bắt được. Ăn thịt đó mày ơi. Ơi con đại bàng. Chết rồi nó ăn. Ơi con gì? Đại bàng thịt. Ăn ăn thịt gà. Ăn kim cương. Khủng quá. Thịt gà không ăn mày á, ăn đâu. Sao tao quýnh con... tao quýnh nó chết còn nó ra con gì. Thôi không được, con đại bàng là bị tượng rất là thiêng liêng không. Rồi lỡ như là quýnh nó chết mấy con kia bu là quýnh mày sao? Không, đại bàng thì trong đây đại bàng thì nó giống tấn công người đây có thịt gà. Láo người ta quýnh mấy con gà luôn mới ra được thịt gà mọi người. Ơ kỳ á. Khó. Tám vậy nè, tự nhiên con gà. Quýnh một con gà phải ra một con thịt gà chứ. Không gà được, mọi người ơi, con chim đại bàng này không có được. Ê, ai ăn thịt thỏ đấy bơ con đại bàng. Đúng rồi, chính xác mọi người. Con đại bàng rất ăn thịt thỏ. Ok, cái bây giờ chúng ta bắt đại bàng nó mới cực vậy đó. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái vùng núi băng để bắt con thỏ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cuối cùng đã tới vùng núi thỏ, mấy bạn núi tuyết đi. Lên ơi, trời ơi, mày nó chậm ghê, mày chỉ được có ăn nhiều mà đi chậm. Bây trời giờ ơi, là thỏ rồi kìa. Thỏ, 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 thỏ. Mình thỏ. Mình đã là săn thịt thỏ là đúng nhất, các bạn đại bàng nó thích ăn thỏ. Thịt thỏ nè, ủa, đánh con thỏ không ra thịt mày. Rồi, tỷ lệ đó rồi. Rồi luôn, kỳ hả, chơi gì kỳ hả, bắt một con thỏ phải ra thịt chứ. Mình có súp rabbit nè các bạn, nhưng mà súp nó đâu có ăn đâu, súp là chế biến rồi. Hả, súp kỳ hả, đánh không có ra thịt. Kỳ hả. Dùng tay đánh, dùng tay đánh. Sách hả? Ủa? Sao kỳ quá vậy? Quýnh không ra thịt. Con thỏ không có ra thịt, bắt nguyên con thỏ. À, tao biết đi. Rồi, con thỏ này thỏ tuyết, không có. Bây giờ mình đi qua cái vùng trong đây coi có thịt không. Ồ. Tao chết luôn rồi đó. Mày nhảy xuống núi hả? Tao nhảy xuống hồ nước mà nó không ra hồ nước mà nó chết luôn. Ngu ngu. Không biết con thỏ trong khu rừng này là có thịt không mọi người. Ui da, ui da. Không có thịt, kỳ quá vậy. Cho tao qua với mày. Thịt trong đây nó không có luôn mọi người, kỳ quá à. Tỷ lệ ra thịt khó quá à. Quýnh con bò cũng không ra thịt luôn nè, kỳ quá vậy. Ờ bị gì vậy? Ngôi rừng mày nguyền rủa mày ơi. Con bò ra thịt nè. Con gà cũng không có thịt luôn. Ê, hay là phiên bản là phải giặt con chó hay cắn con thỏ mới ra thịt mày. Không đâu, chó cắn xong ăn mất cực cầu. Ủa. Ai có thịt đỏ nè, có thịt đỏ nè, có thịt đỏ nè. Nè nè nè. Râu rabbit nè. Đấy, tỷ lệ khó ghê mọi người. Con thỏ thì thỏ sao non, đây thỏ già vậy? Rồi. Đây thỏ già, thú quốc rồi, ăn không có thịt. Có thịt đâu. Con thỏ. Con gà còn không có thịt nữa nè. Con thỏ nhỏ đó mới có thịt mà, tao mới muốn thỏ non mới có thịt. Kỹ sao? Con gà mà cũng không có thịt nữa, đáng lẽ con gà nào cũng có thịt hết đúng không? Con thỏ nào cũng có thịt luôn á. Ê, tạo đồ khó sao? Tao quýnh con bò thử coi. Có, bò có thịt. Mày làm gì rồi cho nên là bị nguyền rủa không, không có thịt để ăn đó. Ý con bò có thịt nè. Con cáo này mày, con cáo có thịt nè. Cáo. Cáo, cho mày cục cá đi tao cáo. Đó mày. Lại ngủ nữa. Tới nó cài đại bàng đi ra săn này luôn cho coi. Ê dạ 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 dạ. Ôi 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 ôi. Nhiều, không có có thịt mọi người ơi. Con thỏ bị sao á. Thôi để mình lấy mấy cục thịt thỏ đi. Quýnh con bò ra thịt nè. Ý quýnh con heo ra thịt nè. Mình lấy mấy cục thịt thỏ. Còn ê, chó nè. Bây giờ chó nó có xương hay đâu mà để chó nhà hết rồi. Rabbit có da thỏ đó nè. Nghĩa là tỷ lệ. Ờ chứ tỷ lệ ít lắm hay sao mày. Tao cũng mới quýnh một con thỏ nhỏ không có. Ờ con bò không có luôn. Tỷ lệ thấp ấy. Được rồi. Ok mình đã trở lại vùng này rồi mọi người. Thì thịt thỏ với tỷ lệ nó ra khó cực kỳ khó luôn. Mày nói gì đó mày bị mất tiếng rồi. Đại bàng, bây giờ tao có thịt cá. Một con cá và một... Ê, con đại bàng. Né ra coi, né ra coi. Thịt thỏ nó mới ăn nè, nó đang bay nè. Ê, đi bay đâu vậy? Ê, nó ăn rồi nè, nó ăn rồi nè mày ơi. Ê, con đại bàng của tao mà sao leo lên dài mày vậy nướp. Thả rồi coi. Hồng hi hi. Ê, con đúng đâu cắt đại bàng của tao. Mình rồi. Đại bàng của tao thả. Tao uống liền đại bàng. Thả cắt đại bàng.
làm sao nó buông xuống ai mà biết. Con này bạn lắm, nó ăn cắp đại bàng của mình đang tem mấy con núp đứng gần nó hốt luôn đại bàng của mình. Giờ đại bàng trên núi cao, à mày quá, con trên đây có một con đại bàng nè. Thở. Ăn đâu? Ăn chưa? Ok, lên là đại bàng lên dai rồi mọi người, ghê chưa? Một con nữa. Ê, cho tao với mày, lỡ nó tính là của mày không phải là của tao sao? Cho mày hai cục. Con này của tao nha, mày lên trên núi cao đây bắt nữa đi, mày của tao. À, giờ sao lên nữa? Không, mày nó không ăn được, hết ăn rồi. Bắt được con à, đưa đây con núp, đưa thở ra coi. À, nè. Ôi, nó kêu é quá trời luôn kìa. Ok, được con ngứa nè. Ôi ghê vậy, nó mới nhìn tao nè, nhìn tao nè. Hai con này ba hai ba luôn. Ok, đi về. Ta thấy con này nó còn săn được, mày biết gì không? Nó săn được cả cá nè, nó săn được cá hồi nè, rồi nó săn con cáo nè, nó săn được nhiều thứ lắm không biết. Tại vì cái này mình chắc là mình phải huấn luyện các kiểu á các bạn, để trở thành vua săn này bạn. Mà bây giờ mình sẽ trở về tới coi. Ghê vậy chứ. Con này nó của mày rồi, nó đâu nghe lời tao đâu. Không có đâu, chắc tao nghĩ là nó leo lên vai mình là của mày đó. Nó chọn chủ nhân mà. Chứ người ta đang cho ăn mà mày đứng cái bên á là nó theo mày á, nó tưởng mày cho ăn á. Nè, nó không theo tao, cái tao có thú cưng luôn, mày chơi ăn gian, mày dụ tao đi đã đời. Ê, này bạn, xuống bóng cá này bạn. Cá kìa. Sao? Nhưng mà làm sao để ui mày ơi, có con gì nữa mày ơi. Con ủi đất rồi nó bay. Ui có con, ơi con chuột chuỗi. Ờ, kệ đi. Con này bạn ơi, này bạn, mày có biết săn thịt không chưa? Giờ làm sao để nó săn? Biết nữa, để tôi dắt nó về nhà đó. Nó kêu é nó chờ mày. Có à, quên chứ nãy tao tắt tiếng mày. Ê, không phải, cái tiếng của con đại bàng á. Kiểu gì ta? Ui, nó kêu tiếng như đại bàng, nó kêu nó kêu người nó gầm á mày, hơi lộn phải nó gầm mà gọi là nó tiếng kêu của nó chứ gì đâu. Tiếng kêu của chim đại bàng các bạn, chứ không phải là tiếng gầm hay tiếng rú. Đó mọi người coi cái mặt nó kêu như cái gì. Con cá mập nó kêu mập. Cá mập không biết kêu thì cá mập không biết nói, lưu lê các bạn nói sai rồi nhá. Con cá mập nó kêu mập. Chứ nói chuyện với đồng đội. Xuống đây bạn, này bạn ơi, xuống đây bạn ơi, hai con bên đậu kỹ cái dài tao rồi. Này bạn. Biết sao nó xuống luôn mày ơi. Này bạn. Nó leo đầu mày ngủ luôn rồi. Mày nó ỉ mấy cục rồi đó. Xuống đây bạn. Sao cho nó xuống đây? Không biết nữa mày. Xuống không? À, để tao bỏ rồi coi. Rồi mình bỏ con thỏ đó coi mọi người, có nói xuống ăn săn thỏ không? Đâu? Xuống không? Không xuống mày ơi! Xuống đây bạn ơi! Thỏ kìa đây bạn! Xuống săn đi đây bạn! Ô ơi! Đây bạn! Thương đây bạn! Rồi luôn! Nó không thèm xuống luôn! Rồi luôn! Đau da mày luôn! Nó giờ nó lầy lắm mọi người! Nó không chịu xuống luôn! Thú cưng cái này hơi toan á! Nó gặp ông nội của mình luôn! Cái thú cưng cái gì? Rồi luôn! Zombie! Quýt tao đi zombie! Gì kỳ vậy? Á con ngựa. Trời ơi, đại bàng mình bơi trong ngựa. Nước luôn. Đại bàng lầy quá vậy, đại bàng. Phải có cái gì đó cho nó xuống đó ta. À, có cách rồi. Mày quýt chết rồi nấp. Chết mày, nó có xuống không? Đâu, thử coi. Thử coi. 1, 2. Ê, nó xuống rồi, nó bay rồi mày ơi. Kìa. Mà nó có theo mày không? Giờ chết người mày là hai con luôn. Ờ. Ê, nó săn con thỏ kìa. Ê, nó săn con thỏ kìa, thấy chưa. Ồ. Cái bạn thấy chưa, nó săn con thỏ kìa. Thôi làm sao sai khiến nó được đây. Học đi. Kiểu như nó tự thích nó sai. Ê, nó bơi, có. Ê, mày đứng im, đứng im. Tao cho nó ngồi đứng được trên lưng mày luôn nè. Nè. Ngồi xuống. Ê, ghê chưa. Rồi ngồi lưng tao hoài vậy, xuống mấy ông nội. Wow. Xuống. Bây giờ điều khiển nó mọi người, bây giờ là nó săn thỏ được rồi nè. Săn thỏ đây bạn ơi. Rồi, nó đang săn, các bạn bậy thì hơi ngáo một tí nhưng mà nó kiểu như nó biết săn rồi đó. Nè. Tao sẽ đi làm cái yên ngựa, tao làm một câu hồi thứ thiệt. Đây bạn hơi ngáo một tí mọi người. Đậu đây, nó đang muốn đậu vai mình rồi, để mình đừng nhảy lên rồi. Ui. Lên đây. Cái này kiểu như là thỏ nhiều quá. Nó sao phụ gì vậy? Làm gì nấp. Ủa cái gì á? Tao mới nghe nó kêu. Chết mất con rồi. Ủa sao chết vậy?
không làm miếng mà tôi nghe ê một cái chết luôn. Vậy là chết rồi. Ê ra được 49 cộng lông. Trời ơi lông này bằng chứ đâu. Trời đất ơi con đúp nó phải. Cái gì mà một con mà 49 cộng lông. Ủa lông này bằng quá trời luôn. Mình coi cái bầu coi chế được cái arrow không. Hay là chế được bộ đồ. Cái mũ E-A-G để mình coi coi. Cho nó ăn cái gì. Để đang xuống ăn đi mày. Ăn đi. Không có chế được gì hết. Nó sao nó xuống được ta, tới tao nghiên cứu cho nó xuống rồi. Con nà đàn này nó thích ở da mày rồi, nó không chịu xuống đâu. Ở da mày sung sướng quá mà. Mình cho nó ngồi đứng được mọi người thấy không? Chắc là cái con lười biếng này nó không chịu xuống á mày này ơi. Này bạn giờ mình tem về là bắt huấn luyện các kiểu khó quá. Ờ đúng rồi, huấn luyện này vàng đập bài vàng nó có dễ đâu mày. Đúng rồi mọi người, huấn luyện này vàng nó có dễ đâu. Nãy mình kêu nó ăn con thỏ, con này nó ăn con thỏ xong. Nó ăn no đã rồi, nó có làm ở đâu. Thôi được rồi, chắc là video của mình đây này bạn tới đây là kết thúc rồi. Con này bạn cũng núp mới đời núp. Đại bạn của mình còn biết đi săn thỏ các kiểu. Con này bạn cũng núp là thôi bó tay mọi người ha. Chỉ biết ỉa nào cũng núp thôi và một con chết rồi. Con kia của mày nha. Của mày. Xuống mày. Ui mình quýnh được nó luôn, nó kêu ác mọi người thấy không. Ok được rồi mọi người, chắc là video của mình tới đây là kết thúc rồi. Đại bàn này núp quá mọi người, núp y như con núp luôn á. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại video tiếp theo nha. Bữa sau mình sẽ kiếm con khác xịn hơn con đại bàn này để mà mình làm thú nuôi nha mọi người. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người nha. Bye 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 bye.